Vâng anh em, khi mà anh em nhìn thấy xem được cái video này đây, có nghĩa là bắt đầu tôi đã có lăng xê rồi. Đã, anh em nào lấy thì báo với tôi. Đây, vừa rồi có rất nhiều anh em nói nhưng mà thực sự là tôi không nhớ được hết anh em đâu, nhưng đa số nó toàn là anh em lấy rồi và bây giờ lấy tiếp thôi. Nó đông anh em quá nên là anh em nào lấy thì nhớ để lại số điện thoại ở bên dưới cho tôi, tôi sẽ liên lạc. Okay. Khi các bạn xem cái video này thì có nghĩa là đã có lăng xê, tôi đã làm xong. Ok anh em. Ok anh em, đã có hàng rồi này. Đấy, ok, giờ tôi đang đóng bao nữa là xong. Vâng, đây anh em có hàng rồi này. Đây, làm giờ xong rồi này. Bắt đầu có lăng xê chuyển cho anh em. Đây, cái chỗ này đang làm kế tiếp này. Ok, anh em nào... anh em nào lấy thì để số điện thoại bên dưới của tôi nhé. Ok, đây anh em này, để đỡ phải mất công anh em gọi điện hỏi thì hôm nay tôi có nghĩ ra cái cách là tôi in luôn cả cái công in luôn cái công thức đây, cái công thức này, cái này gọi là để tôi test thử thôi. Anh em nào lên ở cái gói mùi tặng này, anh em lên thì lên. Đây là tôi sẽ anh em qua điện này tôi sẽ hướng dẫn trộn như này thôi, nhưng mà đây tôi có luôn hình ở đây rồi, tôi in luôn hình ở đây, in luôn cái công thức ấy, có mấy thứ đấy thôi để cho anh em đỡ phải gọi điện hỏi, đỡ phải tốn tiền điện anh em. thoại Đây nữa. tôi đi Rồi chuyển đồ ok anh em, cho anh em này đặt lăng xe này đây này. Những bạn nào mà tôi đã gọi điện thoại rồi thì anh em đừng để lại số điện thoại nữa nhé, bởi vì tôi nó gọi điện là tôi chuyển rồi, là anh em đừng để lại số điện thoại ở cái video này để tôi liên lạc với các anh em tiếp theo. Ok, cảm ơn.